bắt nữ kế toán bảo hiểm xã hội ở Hà Nội tham ô hơn 68 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương, 34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về tội tham ô tài sản. Theo điều tra, Đỗ Thương Thương là kế toán viên bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm được giao nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho các cá nhân, công ty tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong thời gian công tác từ ngày 26 tháng 10 năm 2022 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, lợi dụng sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ chuyển tiền của lãnh đạo bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, đối tượng đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán tập trung của bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền gửi ngân hàng. Sau đó, Thương chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các đối tượng là người quen của mình. Khi người quen nhận được tiền, Thương đã yêu cầu họ chuyển lại vào tài khoản cá nhân của mình để chiếm đoạt. Số tiền trên, Thương sử dụng cá nhân hết, không có khả năng hoàn trả. Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm ban đầu xác định là hơn 68 tỷ đồng. Đến ngày 26 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ được Thương khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Dương. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.